Chào mọi người ha, hôm nay mình soạn cho mọi người tham khảo cái con laptop Dell Latitude 3580. Đây là cái dòng mà i7, Gen 7, RAM 16SSD là 512GB. Và nó có card đồ họa RAID 2GB nha mọi người, mà giá nó rẻ thôi, nó dưới 7 triệu, màn hình Full HD. Hôm giờ khách mà hay hỏi em về cái dòng mà Dell giá vừa phải, có đồ họa RAID mà giá rẻ như dòng cỏ, thì cái con này là đáp ứng được cái nhu cầu đó mọi người ha, và chỉ có một con thôi. Đầu tiên thì mọi người tìm hiểu cái ngoại hình, thì không có bị bể vỡ hay cứng móp gì hết mọi người, nhưng mà nó sẽ có cái vết mòn, cái dấu hiệu đó qua sử dụng á, giống như là mấy cái này là cái vết dính hay gì đó. Đại khái là khi mà mình soi rõ dưới bóng đèn thì nhìn nó không có được, nhìn thì nó không có đẹp, nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì hết. Nếu mà mình quay như vậy là mọi người nhìn thấy rõ nhất, giống như dơ vậy đó mọi người, kiểu vậy đó ha. Đó. Và những vết xước lông mèo rất là nhẹ nhẹ, không có ảnh hưởng gì. Còn gọi là cứng hay là bị trầy hay là bị mẻ rồi là không có, giống như mà mình quay như thế này ha, 15.6 inch ở bên trong. Đây mọi người, phím nó có bấm nha mọi người. Cái con máy này người ta chủ cũ người ta sử dụng cũng nhiều, người ta có đánh máy nhưng mà không có một cái chữ nào bị mòn hết. Mình quay rất là rõ luôn, tí nữa mình sẽ dán phím luôn cho mọi người xem ha. Cái này thì mình bỏ qua một bên. Màn hình là 15.6 inch Full HD nha. Và cái cấu hình màn hình là đẹp, không có bị lỗi lầm gì hết, không có phản quang, không có gì hết nha mọi người. Máy hoàn hảo luôn á. Rất là ok, chỉ có quan tâm tới cái ngoại hình của nó và phím nó không được đẹp thôi. i7 7500 nè, RAM 16. Và đặc biệt nó có card đồ họa RAID nè mọi người, cái render này, cái này là xong in, cái này là cái gì ha, onboard trong máy nè, cái này là card đồ họa RAID. RAID này á là 2GB ha. Để làm đồ họa nhẹ rồi là vô tư nha mọi người. i7 nè, 7500 RAM 16, có card đồ họa RAID 2GB. SSD là 512, màn hình là Full HD, không có lỗi lầm gì hết. Pin thì trên 3 giờ nữa, kèm sạc zin. Nói chung là đáp ứng mọi cái tiêu chí. Giá chỉ có 6 triệu 8 thôi. Đó, là bởi vì là cái phím nó có bóng Latitude nè. Cái này còn còn rất là mới ha. Ban đêm á, thật sự cái máy này nếu quay ban ngày nó sẽ đỡ hơn. Ban đêm thì nó bị nhìn nó bóng á, mọi người nhìn nó không có được đẹp. Nhưng mà do là thôi có sao thì mình view như vậy, view nó rõ ràng. Tí nữa mình sẽ dán phím lên luôn, mọi người từ từ theo dõi ha, từ từ đừng đừng có tắt. Đây là tem của Dell nè, giờ mình sẽ dán. À quên, trước khi dán thì quay các ngõ kết nối đã nè. Sạc nè, HDMI cái gì ha, mạng LAN HDMI USB, tai nghe bên này còn có ngõ màn hình rồi USB nữa mọi người ha. Các ngõ kết nối hoàn hảo luôn á, hoạt động tốt. Nói chung là hoạt động không có lỗi lầm gì hết, nhanh mượt 15.6 inch. Đây mọi người, mình vừa mới dán phím quốc tế xong, nhìn nó khác hẳn luôn mọi người ha. Chỗ này là mình chưa dán và cái hàng trên là mình chưa dán. Nói chung là mình dán sơ vậy cho mọi người xem, chứ còn là thực sự ra là mình dán hết là nó rất là đẹp nha mọi người. Vì dán mình tạm dừng, mình quay video mình tạm dừng mấy phút, sau đó là mình dán như thế này ha. Rồi nó chỉ vậy thôi. Ai mua thì cọc cho mình 1 triệu, mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Máy là mình có bao dinh nên mọi người yên tâm về chất lượng ha. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha.